Xin thân chào các bạn của kênh Trăng Non Online. Hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề là công việc làm cha mẹ, trong tiếng Anh nói gọn là parenting. Có lẽ đây là một cái công việc mà được nhân loại, được loài người rất là đầu tư để mà chăm lo cho các cái con em và cái thế hệ mai sau. Công việc làm cha mẹ có thể được xem như là một cái hành trình mà cha mẹ cùng với con cái đi qua các cái chặng đường khác nhau, đồng hành trên những cái chặng đường đó. Và cứ mỗi chặng đường thì các cái tính chất, các cái khung cảnh, các cái màu sắc nó đều rất khác nhau. Đôi khi chúng ta không biết trước được hết là những cái chặng đường tiếp theo sẽ như thế nào. Khi nếu mà hoàn hảo nhất trong một cái điều kiện thông thường phổ biến nhất, thì khi mà một cặp đôi có một cái đứa con thì cái sự xuất hiện của đứa con làm thay đổi rất là nhiều ở giai đoạn trước và sau khi có con. Họ sẽ phải sắp xếp lại công việc, sắp xếp lại các cái mối quan hệ, sắp xếp lại cái vấn đề công việc, tài chính, thu nhập rồi và các cái mối quan hệ khác. Giống như phần các cái chu trình đời sống gia đình thì tôi cũng có nói về cái việc là sự xuất hiện của đứa con làm thay đổi các cái thành viên trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ như thế nào. Đây là một cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mỗi người. Đứa trẻ sinh ra được đón tiếp như thế nào thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Thì nó được đón tiếp như thế nào thì có thể là ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của bản thân nó và của những cả những người liên quan. Đứa con ra đời với cái sự mong mỏi chờ đón, với cái niềm hân hoan của cả gia đình dòng tộc, thì khác với một đứa trẻ xuất hiện vào một cái thời điểm mà có thể cha mẹ đang có rất nhiều lo âu. Thì đây là những cái yếu tố nó ảnh hưởng lên sự phát triển của một đứa con cũng như là hành trình làm cha mẹ. Đứa con khác với những cái loài sinh vật khác cũng có cái quá trình sinh con và nuôi con. Nhưng đứa bé con người nó không chỉ đơn thuần là một sản phẩm sinh học mà nó còn liên quan đến yếu tố tâm lý, xã hội và cái cuộc đời, sự nghiệp của cả cha mẹ nó nữa. Những cái con vật khác nó cũng sinh con và nuôi con, nó mang tính bản năng và duy trì nòi giống nhiều hơn. Còn đứa bé con người thì nó liên quan nhiều đến các cái yếu tố về tâm lý và xã hội. Cha mẹ là những người sinh ra con cái, sinh ra con về mặt sinh học, nhưng mà chính đứa con là cái người sinh ra cái chức năng làm cha mẹ. Hay như có một cái câu nói rằng là sinh cha rồi mới sinh con, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Thì tức là đứa con sinh ra cái chức năng làm cha mẹ. Có đứa con thì cha mẹ được lên chức, được công nhận là những ông bố bà mẹ. Và cái hành trình làm cha mẹ nó cứ thế nó tiếp diễn theo cái chu trình đời sống của gia đình. Con càng lớn lên, cái đứa con càng lớn lên thì cái chức năng làm cha mẹ ngày càng mai một dần, ngày càng trở nên không còn cần thiết như thời buổi ban đầu nữa, như thuở ban đầu nữa. Cái chức năng làm cha mẹ đến một thời điểm nào đó thì sẽ không còn thực hiện chức năng đó nữa. Cha mẹ vẫn là cha mẹ của con, nhưng cái chức năng làm cha mẹ thì sẽ đến một lúc nào đó không còn là cha mẹ, không còn làm chức năng làm cha mẹ. Và cái thời điểm mà cha mẹ phải chia tay với cái chức năng làm cha mẹ, tức là không còn làm cái công việc nuôi dưỡng dạy dỗ con cái nữa, thì đó cũng là một cái thời điểm quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Và trong một số trường hợp lâm sàng chúng tôi làm việc thì đôi lúc có những cái khó khăn cho cả hai phía, đó là phía con cái và phía cha mẹ. Mỗi người bằng cái cách nào mà mỗi người biết cái cách để mà làm cha mẹ như thế nào. Tôi thấy có rất là nhiều sách vở, rất là nhiều cái chương trình huấn luyện, rất là nhiều cái chuyên gia họ đưa ra những ý kiến, họ có những cái trao đổi, có những cái kiến thức để giúp cho những cái ông bố bà mẹ làm cha mẹ như thế nào. Và mọi người cũng có trao đổi với nhau rằng là
Tại sao làm cha mẹ là một cái công việc rất là khó khăn, rất là lâu dài, rất là quan trọng với nhân loại như thế mà lại không được được huấn luyện, được đào tạo hay là được cấp chứng chỉ vân vân. Thực ra thì cái công việc làm cha mẹ nó vừa là mang tính bản năng, nó vừa mang cái tính cần phải học hỏi, tức là phải thay đổi, học tập. Bản năng cũng giống như các loài sinh vật khác. Khi có con, sinh con thì ông bố bà mẹ một cách rất tự nhiên có biết cách bảo vệ, biết cách chăm sóc con ở cái mức mức bản năng. Nhưng tuy nhiên ở xã hội loài người, ở con người thì bản năng không thì nó không có đủ. Bởi vì sinh ra một đứa trẻ thì không phải chỉ tồn tại về mặt sinh học mà cần phải tiếp nhận, cần phải thay đổi và cần phải học hỏi để làm cái công việc parenting, cái công việc làm cha mẹ một cách tốt hơn. Và trong cái quá trình làm cha mẹ đó thì ông bố bà mẹ dần dần thu thập và lĩnh hội những cái kiến thức để mình trở thành một ông bố bà mẹ tốt hơn. Và bên trong mỗi ông bố bà mẹ đều có cái gọi là có một cái phần gọi là cái kiến thức, cái hình ảnh về cha mẹ là như thế nào. Trong một cái quá trình dài mình cũng đã từng làm con và mình thấy những cái ông bố bà mẹ xung quanh mình, thì dần dần con người ta lĩnh hội cái những cái kiến thức đó, hay là những nói gọi là những cái hình ảnh trong mặt kép về ông bố bà mẹ là như thế nào. Thì một cách rất là tự nhiên nó gọi là thống hợp, nó thấm nhập ở bên trong mỗi người. Rồi sau đó khi có con, cộng với bản năng, cộng với cái chuyện là học tập, học hỏi, thì cái hành trình làm cha mẹ nó vừa diễn ra, vừa học tập, tức là vừa thực hành chuyện đó, vừa học tập về chuyện đó diễn ra song song cùng lúc. Chức năng làm cha mẹ thì như nãy giờ chúng ta trao đổi, thì mình hình dung là cái người mà sinh ra con cái thì cũng là cái người làm chức năng làm cha mẹ, nuôi dạy con cái. Trong nhiều trường hợp khác thì không phải lúc nào cũng thuận tiện như vậy, cũng tuyệt vời như vậy. Bởi vì có nhiều trường hợp cái người sinh ra con cái thì không may, hoặc là vì cái điều kiện họ không phải là cái người nuôi dạy, không phải là cái người làm chức năng làm cha mẹ với đứa con mà mình sinh ra. Cho nên trong nhiều cái trường hợp khác thì cần phải xem xét cái yếu tố là khi cái chức năng làm cha mẹ được thực hiện bởi những người không phải là cái người sinh ra đứa con, thì cái lúc đó rất rất cần cái sự hỗ trợ về mặt tâm sinh lý và nhiều cái yếu tố khác. Như trong cái công việc của chúng tôi thì gặp nhiều cái trường hợp mà cái đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi một người khác, có thể là người bà con dòng tộc, bà con họ hàng, cô dì chú bác, hoặc là bởi một người xa lạ trong các trại trẻ mồ côi, hoặc là được nhận làm con nuôi, vân vân. Thì lúc đó chúng ta sẽ phải xem xét lại cái chức năng làm cha mẹ và cái người cha mẹ sinh ra con cái được thực hiện bởi những người khác nhau sẽ có những cái khó khăn gì cho một đứa trẻ trong quá trình lớn lên của nó. Và khi biết điều này thì mình sẽ phải chú ý điều gì khi những cái chuyện đó xảy ra. Rất cần phải để tâm. Hành trình làm cha mẹ là một cái hành trình mà cha mẹ, trên cái hành trình đó cha mẹ khám phá ra chính bản thân mình, thấy được cái gì đó rất mới mẻ ở bản thân, và là một cái quá trình học tập lâu dài. Xã hội loài người thì luôn luôn thay đổi, luôn luôn chuyển biến từng ngày từng giờ. Do đó cái công việc làm cha mẹ cũng phải thay đổi rất nhiều qua các cái thế hệ, qua thời gian khác nhau. Thì trước đây mình làm con mình thấy cha mẹ như vậy, nhưng mà nay thì mình thấy là cái chuyện đó nó không còn phù hợp. Hoặc là trước đây mình được cha mẹ mình nuôi dạy, nhưng có những cái điều mà mình cảm nhận, mình trải qua, mình cảm thấy rất là tuyệt vời, thì nay mình cũng mong mỏi mình làm cho con những điều đó. Đó là một ví dụ nhỏ thôi. Còn ngoài ra cái quá trình học tập nó luôn luôn diễn ra một cách rất tự nhiên. Học tập ở đây không có nghĩa là đến trường lớp hoặc là tham gia một cái khóa nào đó, hoặc là chỉ qua sách vở. Tất nhiên những điều đó thì quá tốt rồi. Nhưng mà cái chuyện học tập ở đây, đôi khi một bà mẹ suy nghĩ, chiêm nghiệm, suy ngẫm, mình đã làm như vậy, một ông bố cảm thấy là tôi cần giúp con tôi điều này,
tôi cần làm điều này với con, hoặc là tôi hỏi con tôi trao đổi với nó, vân vân. Và cái hành trình đó song song với cái độ tuổi nó trải dài, cũng phải có ít thì cũng phải 10 năm, 20 năm, thì có rất là nhiều biến chuyển, những cái biến chuyển khác bên ngoài cái chuyện là parenting, nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình làm cha mẹ. Ví dụ như là mối quan hệ hôn nhân, ví dụ như là bối cảnh gia đình, rồi các cái sự kiện quan trọng, rồi bối cảnh lớn của xã hội bên ngoài, vân vân. Thì cái quá hành trình làm cha mẹ là một cái hành trình mà đi song hành với đời sống của đứa con, đồng thời nó không thể tách rời khỏi các cái yếu tố bối cảnh nền và các cái yếu tố khác trong gia đình cũng như là trong xã hội. Hôm nay tôi điểm sơ một số cái yếu tố trong cái hành trình làm cha mẹ của nói chung, đi vào chi tiết và cũng như là tìm hiểu các cái khía cạnh cụ thể hơn, thì chúng ta cần phải có những đầu tư những cái chương trình gọi là cụ thể hơn. Hôm nay thì tôi trình bày những cái vấn đề khái quát như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.